local, ở đâu. Cái master, đến. Xuất sinh, xuất thân. Ren ra cửa, liên lạc. Đen qua băng gột, số điện thoại. Social, địa chỉ. Shigoto, công việc. Benkyo, học tập. Hataraku, làm việc. Hatarateimasu, đang làm việc. Kyoshi, giáo viên. Thì cái chữ Kyoshi này các bạn nhớ phân biệt với cô trong chữ sensei nhé. Kyoshi thì dùng nói là tôi là giáo viên, thì chúng ta sẽ nói là watashi wa Kyoshi de. Chúng ta không nói là sensei, watashi wa sensei de nhé. Sensei không dùng để nói về nghề nghiệp bản thân của mình nhé. Tiếp theo, Isha, bác sĩ. Bengoshi, luật sư. Kaishain, nhân viên công ty. Nhân viên công ty là kaishain, còn công ty làm gì mấy bạn? Kaisha. Kaisha. Tương tự như vậy chúng ta có từ ginkoin, nhân viên ngân hàng, thì ngân hàng sẽ là ginko. Ginko. Kỹ sư, engineer. Engineer, sinh viên. Daigakusei. Daigakusei, trường đại học sẽ là daigaku. Nó sẽ khác với chữ gakusei nha các bạn. Gakusei chúng ta sẽ dịch là học sinh. Bác sĩ, keisha. Keisha, nhân viên bán hàng. Tenin. Tenin, tài xế. Untensha. Untensha, bảo vệ. Gadoman. Gadoman, chuyên môn. Senmon. Senmon, ngành học. Gakubu. Gakubu, kinh tế. Keizai. Keizai, kế toán. Keiri. Keiri, y khoa. Igaku. Igaku, 5 thứ. Toshinari. Toshinari, tốt nghiệp. Sochugyo. Sochugyo, shiusoku. Shiusoku, tìm việc làm. Sở thích. Shiumi. Shiumi, về cấu trúc ngữ pháp, sở thích của tôi là gì cô sẽ giới thiệu cho các bạn ở phần sau nhé. Du lịch. Ryoko. Ryoko, suie, bơi lội. Bơi lội là suie. Phim. Eiga. Eiga, vậy thì rạp chiếu phim chúng ta sẽ có là eigakan. Eigakan là rạp chiếu phim. Tranh. E. E. Ongaku, âm nhạc. Âm nhạc. Jetsu, sưu tầm. Sportu, thể thao. Kitte, con tem. Eigakan, rạp chiếu phim. Kaimono, mua đồ, mua sắm. Dansu, khiêu vũ. Sashin otoru, chụp ảnh. Hana osasu, cắm hoa. Tennisu, tennisu, tennis. Sakana ochuru, câu cá. Sakana ochuru, câu cá. Suki, trượt tuyết. Pikuniku. Pikuniku, picnic. Tokui. Tokui, sở trường. Seikaku, tính cách. Seikaku, tính cách.